Bữa trước lên cái này có 30 mấy ngàn à, hết sạch luôn rồi. Hôm nay về được có mấy cái nữa nè. Bữa trước vừa lên xong là khách hàng qua, khách hàng mua luôn một lô, hôm nay về được mấy cái nữa mà bán cho các anh chị về 2 thùng. Xin chào anh chị đến với kênh của Đồ Nghề Tự Chọn. Hôm nay vừa mới về một số cái mặt hàng của hãng Total và Waffle luôn. Thì trong này có một vài cái sản phẩm mới ha, vừa mới khui ra kiểm hàng thôi, nhưng mà có mấy cái hay hay á, chia sẻ giới thiệu cho các anh chị luôn ha. Và bây giờ thì nói chung là có cái bộ này nè, nó khá là rẻ luôn á. Cái bộ đây là cái bộ gulo mà để mà dành cho mình làm ga ga xe hoặc là mình làm sân vườn cũng được ha, mà mình mua ở nhà để mà mình có thể là treo lên. Thì cái bộ này trước đây của Tunsen á, bên Đồ Nghề Tự Chọn bán rất là nhiều luôn, cũng giống hệt như thế này nè. Chất lượng này có vẻ là cao cấp hơn ha, dây dài 15 m. Nhưng mà bây giờ cái bộ này về của Total, giá của Waffle chứ cái giá nó khá rẻ các anh chị ha, khá rẻ các anh chị. Nó đóng trong cái hộp như thế này nè, đóng trong cái thùng như thế này nè. Và cái này nó cũng khá nặng nha, nó cũng khá nặng ha. Và nó có một cái bát cho mình khoan vào tường để mà mình treo cái gulo này lên. Rồi cái gulo này á là nó sẽ có hai cái đầu, một đầu là các anh chị sẽ nối vào một cái vòi nước của mình ha, nó sẽ cố định như thế này nè, nó có sẵn cái đầu nối nhanh cho mình luôn. Còn một đầu thì nó sẽ là một cái dây để cho chúng ta rút ra. Và cái này nè, anh chị có thể là tăng đơ được ha, dù mình rút ra, nó rút ra thì nó rút nè, rút ra thì nó sẽ giữ lại, rút căng cái nữa thì nó sẽ rút lại. Thì các anh chị mà muốn dài hay ngắn đó, anh chị lấy con vít đó, anh chị mở cái này ra, anh chị có thể là di dời được cái cục này ha. Thì trong đây nó có một cái vòi xịt sẵn này cho mình luôn. Và cái sợi dây này là dài là 15 m ha, dài 15 m. Thì bây giờ hôm nay làm video này giới thiệu cho mình luôn để coi báo giá cái sản phẩm này nha, nó rẻ lắm. Cuộn gulo ống nước tự rút 15 m đến từ hãng Waffle, giá là 1.121.000. Của tôi xem là 1.8 nha, nhưng mà cái này là có 1.121.000 à, nó rẻ ghê luôn á, rẻ lắm luôn. Một bộ như thế này ha, cái này là giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển nha các anh chị, giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển ha. Nó to thế này nè, thì nó đâu nó chắc khoảng cỡ 4-5 kg đó, nhưng mà mình treo vô tường, mình để một cái khu vực sân vườn của mình, hoặc là anh chị nào làm ga ga thì có lẽ là đây là mua một cái bộ này rất là ngon ha, để mà mình xịt mình rửa. Rồi vài bữa nó về thêm một cái hơi nữa, một cái gulo hơi nữa, dây hơi nữa, nó cũng rẻ nữa nha. Rồi đó là một ha, những cái nào mới thôi sẽ báo giá cho mình luôn. À rồi đây nè có một cái hộp, một thùng này về 2 thùng, tổng cộng một đây một thùng, ở đây 2 thùng ha. Thì đây thôi khui ra đây cho các anh chị coi luôn đó. Đây nè, đây là 2 thùng về những cái sản phẩm mới của Waffle. Thì đây là cái hộp đựng linh kiện mẫu mới đến từ hãng Waffle, rẻ luôn. Đây hộp đựng linh kiện mẫu mới nha, đẹp lắm, đẹp lắm luôn. Cái bộ này thì nó sẽ không có ghép lại thành nhiều bộ giống như cái hãng như cái bộ kia, nhưng mà được cái là nó to và nó có thể là chứa được nhiều ngăn. Nhưng mà cái thiết kế nó cũng khác nữa các anh chị, thiết kế nó cũng khác so với cái bộ cũ nha. Đã mở ra cho các anh chị xem cái bộ này đó. Hai bộ này thì nó sẽ không có ghép lại giống như ngày xưa, nhưng mà nó sẽ có cái đế chống chạy cho mình ha, dưới này nè, nó có cái gờ nè để cho mình lắp lên đó, hoặc là mình có thể là nó chống chân chợt, nó vào khớp á, nó chống chân chợt ha. Cái mẫu này kích thước của nó nè ha, kích thước của nó là 13.5 inch, dài là 345, rộng là 280 và chiều cao của nó là 110 mm ha. Đó, khóa nhựa nha. Đó ha, khác mẫu khác ha, đẹp ha. Trong đây thì nó có một cái cho phép mình tháo gờ những cái bộ này ra, khá hay á. Nó đựng linh kiện, lấy cái nào làm xong, lấy làm xong rồi cất vô lại. Lớn có, nhỏ có, nó có 3 size nha, size lớn nè. Rồi, hộp nhỏ hơn nè. Đó. Hộp nhỏ hơn, rồi tiếp tục hộp nhỏ nhất là cái này. Thì tổng cộng có nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hộp cho mình. Rất là thuận tiện luôn. Và cái bộ này nè, giá nó cũng rẻ nha. Cái bộ này giá nó cũng rẻ nha, đây là khóa nhựa các anh chị. Nó cái bộ này giá chỉ có 147.000 thôi. 147.000 cho một cái hộp này, thì giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển ha. Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển các anh chị. Rồi đó là hai cái bộ mẫu mới đến từ hãng Waffle vừa mới về ha. Rồi tiếp tục nữa có một cái bộ cây búa đóng đinh của Total là một cái dạng mẫu mới nha. Cái cây này rất là rẻ luôn, để coi báo giá cho các anh chị nha. Cái bộ này rất là rẻ, 68.000 một cây. Ha, đây là một cái bộ mẫu mới đến từ hãng Total ha, súng bắn búa bắn đinh, đúa đóng đinh mini nè, nhỏ gọn thế này nè. Ha, sừng dê, nhổ đinh, đóng. Anh em nào điện nước á, điện nước á thì mua cái bộ này nhỏ gọn nha, có 68.000 một cây à. Thì còn rất là nhiều cái sản phẩm đồ nghề khác đang về
rất là nhiều tại đồ nghề Tây Chọn luôn ha, cập nhật những cái mẫu hàng mới cho các anh chị thôi. Thì rồi thế đó là những cái sản phẩm mới về cũng khá nhiều, nhưng mà chắc cái này sẽ làm những cái video báo giá cho các anh chị sau thôi ha. Những cái cảo này nè, một cảo nè, rồi kính bảo hộ nè, chắc sẽ làm những cái video cận cảnh để mà giới thiệu cho mình luôn. À, bữa trước lên cái này có 30 mấy ngàn à, hết sạch luôn rồi. Hôm nay về được có mấy cái nữa nè. Bữa trước vừa lên xong là khách hàng qua, khách hàng mua luôn một lô, hôm nay về được mấy cái để mà bán cho các anh chị về 2 thùng ha. Rồi một số cái sản phẩm mới nữa là đây, cái này bữa trước một số anh chị là đang mua cái này cũng khá nhiều. Đây là cái súng đo nhiệt độ đến từ hãng Toto. Cây này nó rẻ nha, mình lắp pin vào mình sử dụng à, súng đo nhiệt độ đến từ hãng Toto nha. Đây à, mình lắp pin vào mình sử dụng nè ha. À, cái bộ này về bán rất là nhiều luôn ha các anh chị, nó chỉ có 210.000 thôi cho cái bộ mà súng đo nhiệt độ của Toto ha. Cái này nó đo được là âm từ 50 độ đến là tối đa là 450 độ C nha. Âm 50 độ đến tối đa là 450 độ C đó. Đây cái bộ này ha, các anh chị có thể là mua để mà dùng cho mình làm trong công trình nữa đó, mình đo đó. Còn nhiều cái sản phẩm khác lắm, linh tinh lắm. Thôi này sẽ làm báo giá sau ha, video này làm ngắn gọn thôi. Về những cái tu vít dài này nữa, bộ này sẽ tách lẻ cho các anh chị nè. Những cái tu vít dài của Toto tách lẻ ra bán rất là dễ nha. Rồi cảm ơn các anh chị đã xem video này ha. Làm sơ chủ yếu là giới thiệu hai cái món mới này về. Các anh chị cần thông tin nào đến bất cứ cái đồ nghề nào của Toto, Waffle hay là Tuncen, có thể nhắn tin vào số Zalo của anh nha. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và chào đón thêm những chương trình khuyến mãi đến từ đồ nghề Tây Chọn nha. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.